Hello, xin chào. Sáng hôm nay thì mình tiếp tục đi chinh phục cái đỉnh gọi là Mission Peak ở San Jose. Thì sau khoảng 15 phút chạy xe thì bây giờ tôi đang đứng ở trước cổng của Mission Peak. Chúng ta nhìn thấy cổng vào đây. Thì mọi người bắt đầu đi nha. Đi vào trong Mission Peak. Đây là một cái chỗ đi trekking cũng khá là nổi tiếng và cũng khá là mệt nhọc á. Cách đây mấy năm thì mình có đi rồi. Bây giờ thì làm lại một lần nữa để coi nó như thế nào. Rồi, chúng ta cùng đi nha. Mission Peak này là một cái trail khá là dài và cũng có độ dốc lên cao. Thì thời gian để chinh phục từ cổng đi lên tới đỉnh của nó thì khoảng tầm 2 tiếng nếu mà đi với tốc độ bình thường. Đây là những cái bước đầu tiên để chúng ta bắt đầu đi vào. Cái khu vực này thì người ta cũng gọi là bảo tồn, nên có rất rất nhiều các cái động vật hoang dã như sóc, ngựa, chim chóc, thứ rất là nhiều ở đây. Thì trên đường đi thế nào chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều cái con như vậy. Nào, đi nha. Sau khi đi được khoảng 5 phút thì tôi tới một cái dốc nó thoải thoải ở đây, nhìn ra ở phía nha. Các cái đồi phía ngoài thì khá là đẹp này. Đây, cái đường đi của cái Mission Peak là nó như thế này. Bởi vì đi cái đợt này là vào cái tháng 9 là nó cũng bắt đầu qua mùa thu rồi, nên lá cây rồi cỏ các thứ bắt đầu nó chuyển sang màu vàng. Chứ bình thường mà những cái tháng đầu năm mà khi vào mùa xuân thì cái khu vực này nó màu xanh rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đây là chắc cũng đạt được khoảng gần 2/3 đoạn đường rồi, còn một cái đoạn ngắn nữa là tới. Mà sáng giờ tôi thấy lên đây là toàn là leo dốc không à. Dốc rất là cao. Nhưng mà nhờ cái thời tiết là nó mát mẻ, thành ra mọi người nếu mà leo cái cung này thì cũng không thấy mệt lắm. Nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần, đây là một cung khó. Leo dốc nhiều. Nhưng mà đổi lại thì cảnh quá là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Rồi, đường đến Vinh Quang gần lắm rồi, rất rất gần, trong tầm tay rồi. Chuẩn bị lên tới nơi. Ok. Vừa rồi tôi mới vừa leo không phải là con dốc cuối cùng, nó còn một con dốc nữa đây,
con chó này ngắn nhưng mà đứng leo lên. Tới nơi, lên tới đỉnh. Wow. Quay lại cái cảnh cái tay chạm vào cái đỉnh này. Tay chạm ở đỉnh à. Thành công rồi. Sau gần 2 giờ leo, vừa leo vừa chơi vừa ghé vừa chụp hình, cuối cùng tôi đã tới đỉnh Mission Peak đây ở phía sau lưng này. Lên tới nơi thì trời bắt đầu mưa nhẹ. Nhìn ra xung quanh nè, mây rất nhiều, bắt đầu hơi lất phất mưa. Đi ra xa đi một tí để chụp quay được cái toàn cảnh cái đỉnh Mission Peak. Ok, đã thành công. Rồi, hiện nay tôi đang đứng trên đỉnh Mission Peak này. Mọi người nhìn nó ra phía xa, phía sau lưng nè, thì có thể thấy là các bạn trẻ lên tới nơi đang chụp hình cái Mission Peak ở đây. Khi tôi lên tới nơi thì mây mù kéo đến rất nhiều mà mưa lất phất nhẹ. Nhưng mà sau đấy khoảng chừng 5-10 phút thì trời lại nắng lên lại rồi. Đó, bây giờ nắng lên rất là đẹp rồi. Cực kỳ đẹp. Đứng nhìn xung quanh thì vẫn thấy mây nó kéo tới. Đó, mây kéo khá nhiều. Nhưng mà nắng lên, trời có vẻ hơi ấm ấm lại một tí. Đó, khung cảnh quá tuyệt vời luôn. Đó, nhìn qua đây sẽ thấy rất là nhiều mây. Đó, mây phía dưới. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mây. Rồi, đây là hoàn thành một cái mission nhỏ nhỏ. Bây giờ thì xuống thôi. Ok, xin chào.